Xin gửi lời chào tới toàn thể cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Em là Quỳnh Phạm và hôm nay lên sóng với tất cả quý khách hàng thì bên cơ sở kinh doanh của Quỳnh Phạm thì tự lại vừa mới gia công xong một cái mẻ giò chuyên dụng để các chúng ta đi săn bẫy gà rừng. Thì đối với dòng sản phẩm ngày hôm nay thì ở đây sẽ là hai mẫu giò rất là chất lượng cao và giá thành bình dân, và tí nữa Quỳnh Phạm sẽ báo giá cho anh em chúng ta dễ mua bán nha. Thì đối với dòng sản phẩm này các bác có thể quan sát kỹ đây. Đó, đầu tiên là cái mẫu giò không thể bỏ qua, đó chính là cái dòng sản phẩm giò đón. Hàng này các bác có thể dùng tận dụng đón từ xa. Đó, những chú gà thì rất là khôn ngoan, bây giờ các bác phải dùng đón từ xa, tránh xa gà mồi ra xa một chút thì chúng ta cắm những sản phẩm này thì đón rất chỉ là hiệu quả. Thì hàng này của nó đi chi tiết chất liệu của nó là chất liệu của nó dù liên kết đây này. Đó, dây dù này của nó toàn bộ là dù siêu bền. Đó, các bác nhìn kỹ nhá. Toàn bộ dây dù nó là dù siêu bền này. Và cái đầu mút này thiết kế rất chi là nhỏ nhỏ và độ chân chạy khoen rất chi là cao. Và cáp của nó toàn bộ là cáp inox xe. Đây mọi người nhìn kỹ giúp em. Toàn bộ là cáp của nó là cáp inox xe và đỡ nhuộm màu như này rồi. Đó, đã được lên màu cỏ khô như này rồi. Ngụy trang rất chi là tốt. Hàng cáp inox xe rất chi là bền và khỏe cáp luôn nha mọi người nha. Hàng này là cáp inox xe 4 này. Và ở dưới chân của nó các bác quan sát kỹ này, chân của nó là chân 9 phân rưỡi. Hàng này chân của 9 phân rưỡi đều có chống xoay ở bên dưới chân này. Đó, và chân nó toàn bộ là chân đồng khoan, nó là khoan 4 lỗ. Mọi người nghe rõ giúp em nhá, hàng này của nó là hàng khoan 4 lỗ giúp em. Đó, sản phẩm khoan 4 lỗ này dùng rất chi là hiệu quả và chắc chắn và độ bền cao. Và về phần khoen của nó toàn bộ là khoen của nó khoen inox đúc. Đó, khoen inox đúc. Đấy mọi người nhìn này. Đó, khoen này là khoen inox đúc nha mọi người nha. Khoen inox đúc nó có một cái ưu điểm rất chi là cao, đó chính là độ trơn chạy giò rất là nhạy là một này. Cái thứ hai là cái tỷ lệ đứt khoen hầu như là không có, độ bền khá chi là cao. Đó, khi chúng ta bắt được mồi nó sẽ bám rất chắc và nó không bị gọi là sẩy mất mồi ấy các bác. Nếu mà cái khoen này đứt thì đương nhiên sẽ sổng mất gà đúng không ạ? Còn cái khoen này không đứt thì đương nhiên là chân gà vẫn nằm ở đấy cho chúng ta lại chúng ta bắt thôi. Đó, đối với dòng sản phẩm này dây dù thế này toàn bộ là dây dù siêu bền như này. Đó, mọi người nhìn kỹ giúp em nhá. Tại buổi video này Quỳnh Phạm báo giá một cái mẫu giò đón như thế này. Đón này là đón từ xa đánh rất là hiệu quả. Một mẫu giò đón như thế này, giò này hay còn gọi là giò bắp chuối cũng là nó. Một mẫu giò đón này để các giá bao nhiêu ạ? 169.000 bao ship về tận nhà cho các bác. Khi mua từ 3 bộ trở lên các bác lưu ý nha. 169.000 bao ship từ 3 bộ trở lên, các bác lấy 3 bộ là chúng ta đã được miễn ship về tận nhà rồi, các bác lưu ý giúp em nha. Cho nên mọi người hãy nhanh tay lên ạ. Chúng ta lấy từ 3 bộ trở lên đã được free ship về tận nhà rồi. Lấy dưới 3 bộ vui lòng thanh toán tiền cước vận chuyển toàn quốc đồng giá 30.000. Đấy, các bác mua giò thì nghe rõ giá cả giúp em. Đó, chúng ta mua hàng thì bên em thì tất cả giá cả Quỳnh Phạm báo giá rất là chi tiết và cụ thể để các bác dễ lựa chọn hơn. Đó, giá cả thì hàng này hàng chất lượng cao, giá này cực kỳ là hợp lý rồi nha mọi người, cho nên các bác hãy nhanh tay lên chúng ta vượt hàng nha. Số lượng ra lò chỉ có 300 bộ thôi, cho nên chúng ta hãy nhanh tay lên, chỉ có 300 bộ chuẩn bị đầu mùa vụ. Quỳnh Phạm tri ân giảm giá tới toàn thể các bác này để đánh thử chất lượng giò bên nhà Quỳnh Phạm với giá bao nhiêu ạ? 369.000 bao ship từ 3 bộ trở lên. Đó, các bác nghe rõ nhá. Hàng này của nó rất là chất lượng và xịn sò luôn, các bác nhìn này. Đó, toàn bộ chân đồng luôn. Em nói thật với các bác, với cái giá cả hơn 100 một xíu này, các bác nguyên mua nguyên linh kiện và phụ kiện thôi, về đã sắp hết cái giá bộ sản phẩm đấy rồi. Và một bộ của nó chân gồm có 20 chân. Đó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 6, 8, 20. Đó, 20 chân giò như này. Đó, giò rất chi là dẻo và rất là bền luôn như này. Đó, hàng này các bác nha, về đánh nếu không hiệu quả điện lại cho em qua số điện thoại em tải đây nha. Đó, và tiếp theo nữa này. Tiếp theo nữa là gì ạ? Để các bác giá một bộ gì ạ? Đây là giò bắp chuối, giò đón này. Tiếp theo nữa vào một mẫu giò đá. Giò đá này thì chúng ta có thể cắm xung quanh gà mồi. Đó, hàng này là hàng cao cấp bên em. Đó các bác này, mua giò các bác quan sát kỹ về cái đầu mút của nó này. Hàng xịn hay không các bác nhìn kỹ về cái đầu mút của nó giúp em này. Đó, về cái đầu mút này các bác nhìn thấy hàng quá chi là nhỏ như này các bác nhá. Các bác đừng nghĩ là nhỏ này mà dễ bật đâu nha. Riêng hàng bên em toàn những tay thiên thợ lành nghề và cao cấp để làm cho các bác luôn. Tay thợ rất là cao, lành nghề luôn, chuyên nghiệp làm, chuyên làm giò này luôn, rất là cao tay. Và làm ra những cái bộ giò, những cái đầu mút nó giò nhỏ như này, các bác phải biết là chất lượng tay nghề đến đâu rồi phải không ạ? Hàng này riêng cái dòng đầu nhỏ này nhá, cái độ trơn chạy khoen qua đây cực kỳ là hiệu quả. Và cái hàng này của nó, chân của nó cũng là chân đồng 9 phân rưỡi. Và toàn bộ hàng này của nó khoan 4 lỗ, cũng là hàng khoan 4 lỗ luôn. Dây của nó dưới này là dây xà tích tròn. Đó, rất là bền và rất là chắc dây. Và dây ở trên này là dây dù siêu bền, liên kết bởi dây dù siêu bền ở trên này này. Đó, giò này là giò dạng như kiểu hình giống hình nửa mặt trăng, hình bán nguyệt cho nó dễ hiểu các bác nhá. Nửa cung,
Giò này nửa vòng cung luôn. Đấy các nhìn này, đẹp không? Đó, hàng này toàn bộ là cáp inox xe 4 hết. Đấy các nhìn này. Và đã được lên màu như này cho các bác rồi. Màu này không bao giờ phai đâu mọi người, yên tâm là khi dùng dầu này nhá. Dùng giò này rất là hiệu quả luôn. Và khoen của nó là khoen này, đối với sản phẩm giò đá thì nó lại là khoen đồng. Đó, khoen đồng các bác, khoen đồng Hàn nhá, chứ không phải đồng đúc đâu nhá. Đó, em nói luôn này, đồng thì chỉ có đồng Hàn thôi, chấm Hàn thôi, chứ không bao giờ có đồng đúc đâu, chỉ có inox đúc thôi. Chứ còn đồng đúc thì trên thị trường cả nước Việt Nam thì chả ai có, đấy là em nói thật lòng luôn. Đây các nhìn nhá, khoen của nó khoen đồng này. Đó, khoen đồng Hàn nhá mọi người nhá. Đối với dòng sản phẩm này của nó thì dùng rất là bền, độ hiệu quả trơn chạy rất là cao. Các bác dùng để chúng ta cắm xung quanh con mồi các bác. Và tại buổi video này Quỳnh Phạm báo giá luôn cho các bác này. Đó, đồng giá luôn. Bán cho các bác cho hoan hỉ luôn, cho anh em nào gặp được em trên buổi livestream này các bác đặt hàng mua luôn. 169.000 ba bộ chúng ta đã được free ship rồi, chúng ta hãy nhanh lên lên nha. Chỉ có 169 bộ rồi à, 169.000 một bộ 20 chân. Đấy mọi người nhìn kỹ này, một bộ gồm có 20 chân. Đó, 20 cổ như này. Độ rộng của nó tương đối là ok. Đó, độ rộng của nó này tương đối ok, cho nên là gà đá thoải mái. Các bác yên tâm là hiệu quả rất là cao. Các bác nhìn găng tay em là biết à, rất là to nha mọi người nha. Đó, hàng này của nó thì cực kỳ là to. Và chất lượng của nó là 169.000, 3 bộ trở lên được vừa ly ship rồi. Các bác hãy nhanh tay lên, nhanh chân lên nha. Đem quay cận cảnh lại một lần nữa cho tất cả quý hàng xem về chất lượng giò bên em nè. Giò này mà không đánh không hiệu quả thì giò nào hiệu quả nữa anh em ơi. Đó, anh em muốn xài thử chất lượng hàng bên em, chúng ta cứ thử dinh một bộ về cũng được. Đó, chúng ta đánh thử xem có hiệu quả đúng như Quỳnh Phạm nói không, đúng sản phẩm như Quỳnh Phạm đang quảng cáo không, thì chúng ta quay lại mua tiếp được chưa ạ? Đây các nhìn này, đây là mẫu giò đón này, các bác thấy chưa? 169.000 một bộ như này, hàng này là hàng siêu cao cấp bên em luôn. Mà bán cho anh em giá dùng thử luôn, đầu vụ luôn nhá. Giá này là giá dùng thử các bác nhá. Trên thị trường đúng cái sản phẩm như của em đang đổ xỉ ra thị trường. Không bao giờ có giá dưới 180.000. Đấy là em nói thẳng luôn với mọi người nhá. Không bao giờ có giá dưới 180.000. Quỳnh Phạm là chuyên xỉ mà, đâm ra là nhiều khi các bác mua hàng, các bác cứ gặp phải khách xỉ của em mua sẽ bị đắt hơn nhiều. Đấy các bác lưu ý này, hàng này của nó cực kỳ là đẹp luôn. Đó, thợ bên em gia công rất là nhiều. Riêng cái mẫu này để các giá 169.000 luôn. Bao ship từ 3 bộ trở lên, các bác nhanh tay lên nha mọi người nha. Đó, còn đây là mẫu giò đá này. Đó, đón đá bên em đều về đủ nha mọi người nha. Đón đá bên em đều rất nhiều. Đây anh em nhìn này. Đó, hàng đẹp chưa? Hàng quá trời là đẹp luôn, toàn bộ cáp inox xe hết. Các bác nhìn này, nhìn sướng đời ông mặt trời chưa ạ? Đó, mọi người mua hàng các bác nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ cho em nha, nếu sản phẩm ok. Và các bác nhớ chia sẻ bài viết giúp em nếu cả và giá cả hợp lý và chất lượng sản phẩm ok nha mọi người nha. Chúc tất cả quý hàng chúng ta lên đơn hàng thành công. Xin chúc anh em chúng ta đam mê và thành công nữa. Xin chào toàn thể mọi người. Hẹn các bác ở buổi video sau nhé. Đó, các bác quan sát lại này, hàng đẹp chưa?